À, xin chào anh em nha, 20 năm râu trực tiếp lần đầu tiên ghé thăm qua nhà anh Bự, người khổng lồ trong bộ môn chào mào nha anh em. 20 năm râu sẽ là giới thiệu cho anh em không gian cũng như cách chăm chim và những cái gì mà anh đang tại anh làm cho những chiến binh của mình hiện tại bây giờ. Đây là năm râu quay trước cho anh em nha. Cái không gian đây là cái không gian về đang tắm nha anh em. Từ đây là nhà anh đang tại, anh sẽ chăm hai nơi nha anh em. Thì đây là cái không gian, đây là chỗ tắm chim cực kỳ bản. Đây là năm râu mượn chỗ nha, chiến binh mấy càng năm râu đang bỏ trên lồng tắm nha anh em. Không gian đây cực kỳ tuyệt vời nha. Thấy đó, đây là lồng tắm cách nhau nha anh em, mỗi con một lồng tắm. Lồng tắm là để biết lồng này là lồng 80 nha, lồng 80 bằng inox 304 cực kỳ vip nha. Đây đây là chiến binh hoa cải cũng mượn chỗ treo lên để là lồng tắm của anh Văn Toại để có cây nha, rất đẹp nha anh em. Một người chăm một người chơi hỏi kỹ từng chi tiết từng con. Ngoài này là chắc đây con chim nào hơi dở nè anh em, cái máng hơi xấu xíu nha anh em, máng kia vẫn vip nè. Con này chắc con chim nào rẻ hơn sao nè. Không phải con đề nghị nó chưa quen đâu, quay con tắm hay đó, cái khay thì đây cũng khay này là dành cho con đệ nhị nha, một chiến binh mới nhập đội nha anh em, cũng đang rầm rộ hiện tại bây giờ vì chiến binh này về đây chưa quen với tấm lòng inox nha, tưởng đâu là ảnh có phân biệt nha, không ngờ là ảnh đang là cho con chim quen thôi. Đây cái lòng tắm anh em thấy không? Không gian nó rất là thoải mái cho chim. Ngoài này đó có cây, có nắng, có là đến lòng inox 304 nha. Nang này chắc con hổ còn chui ra cũng được nha anh em, kỹ gớm thịt. Đây rồi, đây là năm sau giới thiệu anh em, đây là người khổng lồ Văn Toại. Đây đây đây, đây là người khổng lồ Văn Toại. Hai anh em đang mới xong chiến ở trên trận đấu bốn xe ngày hôm nay, một trận đấu cũng khá là đẳng cấp nha anh em. Hôm nay là người khổng lồ chào anh em và chia sẻ một xíu đi. Chào cả nhà mình nhé. Thì người khổng lồ giới thiệu anh em là mới tham chiến một chiến binh mới nha anh em, một chiến binh anh em đã thấy bằng một clip bắt tay ra xịt lông nuôi là thực tế nha anh em. Và hiện tại bây giờ chiến binh nó được khoảng được mấy ngày xịt giờ được tuần mấy hôm bữa đi dãy Gia Lai về là anh bắt về mấy ngày anh bắt là khoảng hơn chục ngày là có bắt ra xịt. Thì Nam Râu cũng bắt mấy càng xịt cách đây khoảng 3 ngày. Mấy càng cũng là một chiến binh anh em cũng biết rồi, đã có những cái nếp rồi anh em, hung hăng, đến khi nó hung hăng nó sẽ ở nhà nó căng sẽ rút đuôi. Thì ngày hôm nay Nam Râu cũng mới xịt xong cách đây 3 ngày nha anh em, tắm lại hai nước và đi thi. Anh Văn Toại là chiến binh mới, một chiến binh bổ cực kỳ tiềm năng. Nhưng mà Nam Râu đã nói anh em rồi là một giao dịch đối với một chiến binh chưa từng tham gia giải xe mà cực khủng nha, cái giá Nam Râu không thể nói được. Chỉ nói về chiến binh nói là giao dịch theo Nam Râu là khủng. Thì hôm nay là Văn Toại đây là những cái gì mà là hiện tại cho ăn hàng ngày nha anh em. Nam Râu đã gọi là xuống đây và Nam Râu đã địa được rồi. Đây thì Nam Râu theo được thấy, Nam Râu thấy là có đu đủ đu đỏ nha. Đây là một cái nguồn đu đủ anh Văn Toại đang làm cho cám mình, nó phụ thuộc vào cái sắc tố lông nha anh em. Sắc tố màu cám thì anh em coi những sắc tố đang dùng cho những hũ cám đây này, nó cũng đâu có đều màu đâu. Anh em thấy là cái đều màu nè, thì cám nó tại cũng như cám anh em dùng luôn, không có khác sự khác biệt gì nha. Đây là chiến binh G63 nè, là anh ghi là số 1 nha, anh kỹ luôn. Hòa giải, hòa giải với con đệ nhị là số 2. Con hòa giải là chiến binh ăn cám số 2. Đệ nhị cũng số 2 luôn. Đệ nhị cũng đang ăn cám số 2 luôn, là đệ nhị là từ cái thời của anh Xuân Giáp, anh Duy Kích đã cho ăn cám số 2 từ xưa rồi. Nên đó là một trong những lý do anh Văn Toại thích nết, là một, thứ hai là chú chim đã ăn cám mình và mình sẽ nuôi nó sẽ dễ hơn. Một vấn đề mà khi mà mình mua chim khác cám mình đổi ra thì nó sẽ rủi ro hơn, nên đó là một lý do mà đưa đến cái duyên giữa đệ nhị và anh Văn Toại nha. Thôi anh Nguyễn Tú Chào Màu, anh đã dự đoán rất là đúng luôn nha. Hiện tại bây giờ là con sẽ like anh em xem những chiến binh ngày nay, giới thiệu anh em một chiến binh mà đang rầm rộ ở khu vực miền Nam cũng như là cả nước quan tâm, đó là chiến binh đệ nhị. Thôi mời anh Văn Toại sẽ dẫn chúng ta lên nha, tham quan cái khu vực nuôi chim, chăm chim cũng như là chiến binh đệ nhị. Đây là chiến binh hôm nay mới tham gia giải đấu, chiến binh mũi cắn đuôi. Anh Văn Toại có giới thiệu anh em bằng một clip này. Quay lên em coi đó, con này cũng mới sổ dung rồi đây nè, thấy con chim nè. Anh em đây là đây coi kỹ thấy nè, ở trong đó anh em mời lên like anh em xem mà đổi con, con cái này là dung kim thấy không, còn ngày hôm nay là anh Văn Toại mới sổ dung do
chiến binh này. Con xong con hòa giải trước rồi, lát lên coi mấy con kia. Hòa giải thì sổ Jun cũng cùng lúc này là vừa xong nha anh em. Thì ngày hôm nay là có những chiến binh đang ở trong giai đoạn sổ Jun thì quay cho anh em xem trực tiếp nha. Không đó. Thi mà. Đây là chiến binh anh Văn Tại không tính thi nè, chiến binh bổi mới đưa về nha anh em. Một chiến binh chưa từng đánh giải xe, hôm nay quýnh chung kết quá hay, đá một xe. Đang tranh nhì thì múa máy làm chiến binh kia đã diệt lên. Mình về cái giải ba nhưng mà một trận đấu quá hay nha anh em. Này đi xe được, ngày nay lên tới Bình Dương nha anh em, lên tới cái hang ổ của những chiến binh rừng cọp của khu vực miền Nam luôn nha anh em. Bình Dương là một nơi anh em cũng phải biết là một nơi quy tụ những chiến binh gọi là đẳng cấp nhất của khu vực miền Nam nha anh em, khó ăn nhất ở trong tỉnh nha. Bình Dương và Sài Gòn hai nơi gọi là khủng khiếp nhất của miền Nam, mỗi lần đi đây là gặp thằng idol lớn nha. Đây là một phòng anh em, đây là phòng riêng của chứng minh đệ nhị ngày hôm nay được về gọi là đặc biệt nha. Chứng minh đệ nhị nha anh em, năm đầu sẽ quay anh em xa xa là chứng minh nó hơi nhát nha. Về một chứng minh còn tới mùa mà một chứng minh là mình lịch sử nha anh em. Thật ra đệ nhị đã lấy rất nhiều xe ở miền Nam, trong đó những gì rất nhiều nha anh em, một cái đánh được cái này. Bộ cũng là trung nha anh em, không có gì mà đặc sắc nha anh em, nhưng có những cái đặc sắc là anh em phải hiểu con chim ở gan và cái cốt chim thì năm nay sẽ quay anh em nó khác biệt cái gì nha anh em. Còn về hình bộ nha anh em, đó năm đầu lại lên ở đây là chiến binh đang rầm rộ đây đệ nhị anh em. Với một bộ câu trị giá chưa được 30.000 như anh Duy Kích đã là chia sẻ nha anh em. Câu thẳng này năm đầu nhớ không lầm mà năm đầu bán 5.000 nè, đó cặp câu gốc là 12.000 đó, cặp câu gốc 12.000 nữa. Khủng khiếp chưa? Cũng bây gần đấy. Đây là chứng minh đệ nhị nha anh em. Chúng ta sẽ tới gần nha anh em, hơi nhát một xíu nè. Một chứng minh bổi thấy người lạ thì hơi nhát xíu nha anh em. Thì về đệ nhị anh em cũng thấy không? Cái đặc biệt anh em nhìn thấy trực tiếp đó là gì? Bộ ngực của đệ nhị rất đẹp nha anh em. Cặp yếm anh em thấy không? Những chứng minh hay chưa phải là chứng minh nào mà có cặp yếm đẹp, nhưng bộ ngực anh em thấy không? Cực kỳ lớn nở nè. Long sáng nha anh em. Anh em về màu anh em cũng thấy không? Năm đã giới thiệu anh em rồi. Màu những chứng minh hay không chứng minh nào mà quá dày. Nó chỉ liên lạc từ dưới trên và chứng minh đệ nhị, chưa bao giờ nó đâu thấy nhiễm chùm mặt. Bộ này trung nhỏ nha anh em, mà quýnh cái thể đạn anh em thấy cực kỳ ghê, không có cần phải to lắm đâu. Con này đúng bằng giáp, nó thay lông là nó chuyển một cách số 1 mình luôn. Bộ này là chứng minh này là thay lông bằng cá văn tại số 1 và song long đã đem về rất nhiều giải xe. Và vừa rồi là anh em thấy vào trong cái trận chung kết thì chỉ cần một chút yên tĩnh thôi thì khả năng đã có xe hơi về. Con này mới trận chung kết yên tĩnh đấy nhất không? Hầu như là đã từng là tranh nhất nhì với hòa giải, có những trận đã phục trên cả hòa giải và để mang về nhất cho anh Xuân Giáp cái thời điểm đó. Đó, anh em thấy không? Anh em chiêm ngưỡng những chiến binh mà nó có tầm thì anh em xem về dáng bộ nó không có đặc sắc như anh em phải cần tìm màu tê, màu siêu lân, màu dày, chim to hoặc là chim quá gọi là bự nha anh em, nó phải liền lạc nha anh em. Đây đó anh em thấy nha, ở ngoài anh em sẽ thấy nó nhỏ anh em, tại cái lồng này form nó khoảng 36, cái bụng nó lên tới ngay cầu khoảng 34 mấy thôi nha anh em. Đó, đây là chứng minh đệ nhị nha anh em, ở một phòng riêng biệt và anh em thấy nuôi cực kỳ đơn giản nha anh em, cũng vẫn ăn đu đủ nha anh em. Không cần phải nuôi là phải dùng cái này cái kia, đơn giản để chim ổn định thể trạng, chim nó đạt là quan trọng nhất. Dinh dưỡng là cái cám để phù hợp con chim mình hấp thụ được nguồn thức ăn, đó đạt được cái thể trạng cao nhất. Còn sau khi con chim đạt thể trạng, anh em sẽ thấy chúng ta không cần phải siết bằng những cái thứ như là chuối nhiều hay là cà rốt hay gì. Anh em thấy nuôi đơn giản, anh Văn Tại cũng nuôi đu đủ, cũng ăn táo, cũng ăn chuối bình thường. Đây là một chứng binh cái lồng này thì theo anh Văn Toại là chưa được gọi là hài lòng, nhưng mà đối với năm rau cái vòng này VIP nha. Lồng này đối năm rau là vòng VIP, tại năm rau chưa giờ sửa được cái lồng này nha. Nhưng mà bộ câu là bộ câu phong thủy nên anh Văn Toại vẫn giữ lại nha. Anh em thấy không? Rồi, cảm ơn Hải Sông Nhạn, chào tất cả anh em nha, chào 211 anh em nha. Đây là chứng binh này, là bộ này á, anh em thấy là bộ trung nha anh em. Không bự, nhưng năm đầu sẽ quay anh em một con chiến binh bộ cực kỳ bự nha anh em. Đây, bộ này bộ là khổng lồ nha anh em. Cái bộ này mà đấu bia thì anh em biết rồi. Đây là một chiến binh bất bại trong những giải đấu bia nha. Khủng khiếp nha anh em. Cái tướng này mà uống bia thì anh em biết là một thùng, năm đầu đã từng chứng kiến một thùng không xi nhê. Còn cái bên phòng Thái Long đây, hòa giải đây.
Đây là chứng minh hoa giả trời ơi. Nếu ở nhà nó thì con bổi này, nếu mà con bổi anh em năm đâu bán anh em một con chim bình thường như thế này, hoa giải. Nếu mà chiến binh mà này nào là bổi, bán anh em cái 1 triệu không ai mua nha anh em. Tại vì anh em thấy không, những chiến binh hay là những chiến binh hay không, nó có những cái đặc biệt ở gì, cái cốt của chim. À, chứ không hề mà như những người anh em chúng ta đang săn lùng. À, năm đâu nếu mà nói sơ bộ thì đề nhị vẫn có gì đó đặc biệt hơn. Hoa giải chỉ khi lên vàng, một chiến binh này có thể là ở nhà là ẩn tướng, lên vàng tự động màu sẽ dừng hết lên rồi liên lạc. À, anh em thấy ở nhà hơi hơi xuôi màu thấy bình thường không? À, bộ này bộ trung đó, và khi lên vàng bộ đuôi tự động sẽ nở ra. Anh em qua phân nha anh em. À, đây là chiến binh hòa giải thì mới sổ run xong ngày hôm qua và đang vào chế độ để có những trận đấu sắp tới. Qua sử dụng bắt đầu sử dụng 3 ngày, hôm nay là bắt đầu uống cái thải độc tố trong máy. À, hôm nay là anh cho uống thải độc tố anh em, hôm qua hôm đây, kia là này. Đây. Cám đi như cám anh em dùng nha. Cám này anh em. Sao mình dùng vậy? Đây. Mỗi ngày cho tầm này thôi, xong cả chiều là bỏ cám ra thay cám cho nó thơm đúng không? Chín ăn. Đó. Ăn nhiều không? Mỗi ngày tầm này nhiều một chút sáng để gấp đôi là ăn hết rồi. Đúng rồi. Tới hôm sau là mình lên bỏ nuôi con chim. À, phân của hoa giải anh em thấy không, chứng minh anh em nuôi đâu còn mấy trường máu, anh em mở áo ra nó thoát ăn phân là rất là đẹp luôn nha anh em. Mùa kia đẹp, mùa này nóng rồi là nuôi mở nó thoát không thích đâu, tối mình cho ngủ vô trong này chống... và khi tối là sẽ ngủ ở phòng này đó. Chứ nuôi anh em thấy cũng đơn giản không. À, hoa giải đang ăn một miếng táo. Theo đâu được biết táo này cũng như năm đâu đang dùng đó là táo nhập nha anh em. Táo này táo chất lượng nha anh em. Còn những loại táo anh em đặc biệt không được mua táo chợ nha anh em. Đối với những binh mà mắc tiền không được cho ăn táo chợ ở ngoài. Anh em nào mà gọi là gì? Tiết kiệm nhất là mua ở siêu thị ở Bách Hóa Xanh, gọi là cũng là có những cái rủi ro rồi. Nha, những cái binh hay chúng ta nên nuôi dùng táo có nhập nha anh em. Rocket nha anh em. Còn những người thanh niên chúng ta sẽ dùng rocket, còn chim sẽ dùng rocket nha. Đó. Thì đây là hoa giải. Thì anh em thấy nè, về mẫu bộ anh em thấy hoa giải là một mẫu đinh nha anh em. À, màu cũng là bình thường nha anh em, không có gì mà nổi trội về màu. Anh em đừng có săn chim mà màu quá dày gì. À, nhưng được anh em vẫn thấy cái độ liền là dài dòng chim, bộ đuôi con chim này cực kỳ gọi là dày và lớn. Cái độ đuôi nó so với rồi tỷ lệ với cái khung hình con chim nó nổi trội nha anh em. À, bộ đuôi cực kỳ gọi là dài. Anh em để ý cặp cánh. Cánh những chiến binh đó anh em thấy không? Cánh con chim này nó dài dọc, nó phủ qua đến đỏ rất dài, chim thon lông mỏng ơn. Về màu chúng ta chỉ cần liên lạc là được. À, không cần phải quá dày đâu, liên lạc khi hòa giải lên tự động bộ đuôi sẽ nở ra và giữ được hình. Quay G63 bộ khủng anh ơi, G63 cũng không phải bộ khủng nha anh em. Tiếp tục nha nè, G63 cũng là bộ trung, kể cả bộ Gia Lai năm đâu đang cầm cũng là bộ trung, mà bộ Gia Lai trung khá hơn. Riêng bộ Gia Lai thì được cái bộ yếm nha, bộ yếm cực kỳ ghê, và bộ Gia Lai đặc biệt có một cái mỏ. À, lên anh em lên tiếp nha. À, lão bự hàng ngày lên mà 2-3 lầu vậy mà cái bụng vẫn chưa giảm được, chứng tỏ là lão bự này là nhậu rất là nhiều, chiến bia. Đây là G63 trên này. Đây là G63. Đây là cái phòng này á, là phòng ngủ nha anh em. À, G63 thì ở phòng ngủ anh em thấy là phòng riêng, nhưng mà tối á, thì quay anh em không gian riêng biệt nha anh em. Đây là một mình nó ở một phòng đó. Đây. Ừ, nó ở ngoài đây nè. Rồi quay lại nha anh em. Thì đây là cái phòng riêng nha anh em. Phòng này trên này là có gió thoáng nha, mà gió thì không có luồn trực tiếp nha anh em. Anh em phải hiểu rằng khi có cái cửa này thì sẽ qua cái khung này và nó không lo nó lùa trực tiếp, là khi lùa trực tiếp làm chim mình sẽ yếu dần. G63 nè anh em, không khác gì hai con kia, vẫn là bộ trung nha anh em, vẫn một mẫu bộ trung. À, anh em xem về màu thì bộ G63 màu cũng như hai con kia, màu không quá dày, liên lạc từ ót lên nha. Màu nó là đinh đá tê, màu luôn dựng luôn nha anh em, đấu lên cặp yếm anh em thấy cũng bình thường không, rộng vai, nhưng anh em nhìn kỹ vẫn là một bộ ngực và cái bộ dài ôm lông, đuôi cánh rất dài. Đó. Đây là G63 đang quá trình sổ giun nha. À, anh em thấy nước màu vàng không? Đây là những hũ sổ giun đây. Đang trong quá trình sổ giun, tại vì G63 đang ở chế độ để nghỉ ngơi cho những trận đấu sắp tới. Đây là cánh số 1, cánh thay lông.
À, cám của người thứ ba là cám số 1 nha, hòa giải thì cám số 2. Đó. Nên bởi vậy những anh em cũng không cần phải thiết phải dùng cám số 2 hay số 3 vậy. À, cứ dùng cám số 1, con chim nào không hết chúng ta dùng cám số 1, vẫn đều được con năm được. Tùy con chim, ví dụ nó hợp thế nào, mình cho nó ăn. Anh em xem mà mỗi giờ. À, về hình bộ anh em xem những chứng binh này nó không có nổi trội nha anh em, nhưng chỉ nói về phách đấu. À. À. Hôm trước bị ho rồi, lấn chồng mới bị ho, mai ổn ổn rồi, trước ho nặng. Đó là những cái anh em sẽ thấy những chứng binh để chúng ta về có những cái mẫu chim chúng ta khi ta tuyển chúng ta phải chọn. Anh em đừng có ham những chứng binh nào mà nó xuất sắc về hình bộ anh em, không cần phải màu dày yếm khít hay là tê lân gì hết, chỉ cần nó liên lạc chim đúng mẫu là chúng ta sẽ chơi được. Rồi còn chứng binh là ở bên kia còn hết. Dạ, cái bên lính 500 rồi. À, còn những chiến binh khác thì nằm ở bên vàng bên kia thì hiện tại giờ Nam Đâu đang cầm là chiến binh Bộ Gia Lai của anh Văn Toại luôn, thì Bộ Gia Lai thì nó đang ở dưới Bà Rịa rồi, thì khả năng này Bộ Gia Lai theo Nam Đâu được dự đoán khoảng 2 tháng nữa nha anh em, khi ổn định về Long Lá sẽ quay lại chiến trường nha. Rồi bây giờ mình xuống dưới ha, chắc khỏi câu mỗi thôi ha. À, còn chim thì anh Văn Toại còn mấy con nữa nhưng mà ở bên kia, đây là những chiến binh chủ lực hiện tại bây giờ của anh Văn Toại ở nhà trong nhà, còn những chiến binh ở kia bên là có lính ở bên đó để sản xuất và cũng như chăm chim luôn. Rồi chào tất cả anh em, chào 236 người ngày hôm nay chúng ta tham gia hôm qua. Năm Đầu vẫn thích nhất cái không gian này anh em. À, chiến binh của Đan Đình Hám này đệ nhị ở một cái phòng ở dưới lòng cực kỳ mát anh em, mát rồi mà anh Văn Toại vẫn nuôi mở áo bình thường anh em, không cần phải đâu là chúng ta trùm áo hay không trùm áo, nó phụ thuộc vào thời tiết và cái môi trường. Năm Đầu đã chia sẻ rất nhiều môi trường, nếu mà chúng ta rộng rãi thoáng ta mở áo ra và cho chim nó thoáng, còn nếu mà môi trường chúng ta chật hẹp thì bắt buộc chúng ta phải là ngăn cách nhau. Nhưng mùa này là mùa nóng, nếu mùa lạnh thì sẽ trùm lại để chim giữ được cái nhiệt đó. Đó, đây là chiến binh đệ nhị mang số 93, ngày hôm bữa chúng ta đã xem là một chiến binh quýnh xuyên suốt từ ngoài vào, không một nhắc nhở nha anh em. Quýnh mạnh mẽ và nổi bật từ lúc hai hàng rút, từ những lúc mà gần ra hàng đến lúc rút vào, anh em vẫn là đánh giá cao rồi. Tuy rằng chiến binh này chưa lấy xe hơi, chỉ thiếu may mắn, nhưng mà rất là nhiều anh em cả nước là có là quan tâm đến chiến binh này, nhưng cái duyên đã về với anh Văn Toại nha. À, một chiến binh đang gọi là đình đám nhất khu vực của mình cũng như là cả nước anh em đang quan tâm. Thì theo Năm Đâu được biết thì chiến binh này được nghỉ ngơi khoảng 2-3 tuần nha. Sẽ có tham gia vào giải đấu của là Quảng Ngãi nha anh em, một giải đấu quy tụ rất là nhiều chim, 300 chiến binh. Mà anh em biết là giải đấu dù là số tiền bao nhiêu nhưng mà quy tụ cũng tất cả những chim đó và nhiều hơn nữa, thì giải đó sẽ là quy tụ khủng khiếp. Theo dự đoán phải trên 5 tiếng đồng hồ đối với giải đấu 300 lồng vào tháng 5 ở Quảng Ngãi. Cho hỏi anh Văn Toại cách siết nắng chăm cám đi. Ở đây thì về siết nắng cám thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với anh Văn Toại đây. Thì người chơi thì anh Văn Toại chia sẻ về cách chăm cám cũng như cách siết nắng của anh đối với những con của mình. Cách cám thì tùy vào từng con chim mình ra đây. Nói chung là cắm 1, cắm 2, cắm 3. Thì cắm 3 là chủ yếu là hỗ trợ cho những con chim chậm lửa. Thời điểm thi đấu thì mình thường là chỉ hỗ trợ 2 ngày thôi. Nó tùy con chim nha. Còn con nào đã ổn định rồi thì gần như không xài. Yeah. Ví dụ như nó mới song lông, đó mình đi thi, mình cần đẩy nó lên để lấy đà, tạo đà. Yeah. Đó, tạo đà mà để cho con chim khi nó đè được người ta rồi nó dung lửa. Nó sau đó những trận sau thì mình vào 1 trận, 2 trận thôi. Nó không cần thiết phải xuyên suốt để dành những trận đấu lớn là. Ra cắm số 3 thì không có kích, không sâu, không nóng gì hết. Đó, nhưng mà dùng nhiều quá cũng không tốt. Nó là hàm lượng như đường tâm đặc. Có nghĩa là về hàm lượng cắm số 3 thì anh cũng đang biết rồi, Năm Đâu chia sẻ rất nhiều. Hàm lượng mùi tươi cao hơn cắm 1, 2, cùng cố nha anh em. Một xíu thành phần nó khác nhau, đặc biệt là hàm lượng mùi tươi cao thì chúng ta sử dụng ở những giai đoạn cần thiết. Còn về cắm thì anh Văn Toại cũng đã chia sẻ là cắm thì số 1, số 2, số 3 hoặc là bất cứ loại cắm nào cũng công thức chúng ta chăm đều tay nha anh em, mồi tươi phải duy trì. Và những loại trái cây thì chúng ta sẽ tham khảo vô anh Văn Toại về chăm hàng ngày thì chúng ta sẽ sử dụng những loại trái cây như thế nào
cái cao cao ra sao, thì để cho anh Quang Tài sẽ chia sẻ với anh em trực tiếp nha. Mình trái cây thì thường là mình cũng lười nên là chỉ có táo, chuối, đu đủ quanh năm. Cứ đu đủ thì dùng như trái nó ngon thì để dành 2 ngày đó, xong 2 ngày táo, 2 ngày chuối, 2 ngày đu đủ có thay phiên thôi. Thật ra nhưng mà thường thì anh sẽ chăm là anh xen kẽ hay là anh là anh sẽ chăm một ngày chuối là một ngày đu đủ là một ngày táo, hay là anh chăm 2 ngày liên tục thì thường thì không? Đó, thật ra nó không quá khó, cũng đơn giản thôi. Mình chăm càng đơn giản càng tốt. Biết làm sao điều tay, điều tay ví dụ như là cứ 2 ngày táo, 2 ngày chuối, 2 ngày đu đủ, thay phiên thôi. Thật ra cà rốt cũng tốt, nhưng mà trong cám mình cũng đã có cà rốt rồi, đó là những cái gì trong cám nó thì hạn chế ngoài để lên chim nó còn con cám. Thứ hai là mồi tươi mình cũng ăn vừa phải, không cần thiết nhiều đâu. Vừa phải ví dụ như tùy chim, nó trung bình mỗi con tầm 5-7 cào cào hay chục cào cào đó. Rồi nắng thì mình thời tiết này á, thời tiết nóng cái này á, thì phơi trung bình có tầm 25-30 phút là vừa đó, không cần thiết phải phơi siết quá nhiều. Nó siết quá nhiều chim có nhiều con ra siết quá nó bức chim, nó khô lông. Đúng rồi. Thời tiết nóng quá mà, nhưng nhiều cái chỗ mà anh em nuôi ví dụ như cái không gian mình nuôi nó nóng quá mình cũng phải canh nha. Ví dụ như mình nuôi cái chỗ nóng quá rồi thì không cần phải phơi quá nhiều, còn cái chỗ nào mát mẻ thì có thể phơi 30 phút 40 phút được. Không sao. Với lại coi cái con chim đó, cái thổ nhưỡng con chim đó, nó ở cái vùng nó chịu nhiệt không? Giống như con G63 tại sao lính anh nó chăm bị ho là do cũng cùng phơi nắng vậy, con chim ở miền Bắc vô. Đó mà đè đầu phơi nắng mà siết quá là nó chịu không nổi như chim trong miền Nam mình. Rồi cái nắng trong này nó gắt, nóng. Đấy, có nghĩa nó phải ở đây một thời gian dài, từ nó quen á thì nó chuyển qua cái độ giống như nó chim miền Nam mình thì nó dễ bắt đầu chịu nắng được. Còn chỉ cần siết dặn mấy đứa lính mà nó chăm theo đúng giờ đó là mấy con chim bắt vô là dễ ho hoặc tuồn hư. Nhiều khi anh em nói chim bắt vào chơi không được, không phải, nó có cách mình chăm thôi. Đó, con chim bắt phải chăm khác, con chim miền Nam mình chăm khác. Đó, nhiều con chim bắt cũng hay lắm chứ, anh cầm nhiều chim bắt mới thời gian đầu vô nhiều con vô xỉa không, nó như nuôi thời gian nó qua một giai đoạn rồi đi có tận ổn khác liền. Nhiều khi đừng có đổ thừa con chim, đừng có đổ thừa một miền do cái cách mình chăm. Đó rồi, cảm ơn là anh Văn Toại chia sẻ rất nhiệt tình nha anh em. Nam Râu cũng toát mồ hôi hột nha. Thì cũng như Nam Râu sẽ bổ sung những cái chia sẻ của anh Văn Toại là tất cả chim của chúng ta vùng miền chúng ta không phân biệt. Và thứ hai, tùy thuộc vào cái thổ nhưỡng, cái khu vực, cái thời tiết và từng mùa nha anh em, chúng ta đưa ra một cái chế độ, một phác đồ chăm làm sao phù hợp nhất. Đó, tóm lại hai anh em chúng tôi chung một cái tư duy nha anh em. Chỉ khác nhau là một người là hơi to hơn, một người là tướng tá đẹp trai cao hơn, một người là chim hay hơn thôi, còn lại là không có khác nhau mấy à. Cái độ đẹp trai vậy anh em thấy không, không bao giờ mà hơn được Nam Râu nha. Thì rất là nhiều cái thứ ở cái bộ môn này chúng ta cần học hỏi lẫn nhau, chia sẻ. Thì chúng ta nghiên cứu về từng cái con chim, cái cốt con chim. Ví dụ như Nam Râu nói là anh em rồi, cái khác biệt giữa người chơi đó là chúng ta chọn con chim nó có tố chất, con chim nó hay. Chúng ta không nên chọn vào con chim nó quá đẹp hay là nó xấu, miễn sao nó quấn mạnh mẽ xuyên suốt và phát đấu nó phù hợp với chúng ta. Anh em cũng thấy như chiến binh 007 của anh Tính Quận 2 ngày hôm nay, ngoài ngày hôm bữa thì vào chung kết anh em xem bộ hình cũng không quá nổi đội, nhưng mà một chiến binh nó quay xuyên suốt và đã đem ô tô về bằng hai cái bung xẻ và phát đấu cực kỳ mạnh. Hôm nay Nam Đông cũng có dịp được gặp anh Tính Quận 2 nha anh em, cũng xin tấm hình, nhưng mà anh Tính Quận 2 rất ngại. Anh Tính Quận 2 hầu như anh Tính Quận 2 chia sẻ là anh Tính Quận 2 không muốn để anh em phải là biết nhiều về anh quá. Anh là một người chơi rất đầm tính, bỏ qua sự thắng thua, sự nổi tiếng, chỉ chơi vì đam mê. Hôm nay có gặp anh Tính Quận 2 nhưng không thể nào mà xin anh Tính Quận 2 lên like được. Đó thì cái đó là một cái mà hôm nay hơi tiếc nuối, là một người đang được cả nước quan tâm đó là chiến binh 07 và chủ nhân là anh Tính Quận 2, một người chơi cực kỳ đầm tính và cực kỳ dễ thương nha. Thì ngày hôm nay đến đây là Nam Râu để giao lưu. Hôm nay chủ yếu lên đây này, thứ nhất là giao lưu cũng như cho anh em chiêm nghiệm những chiến binh cũng như cách chăm anh Văn Toại. Thì sau khi giao lưu này, Nam Râu và anh Văn Toại sẽ giao lưu những chiến binh còn nó mang tên là Tiger Beer nha. Những chiến binh đó nó quốc cơ là nó say. Thì cảm ơn anh em nhiều. Thì tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em một ngày gần nhất, chứ hiện tại giờ hai anh em tôi là rất đói rồi. Sau một trận đấu gần 3 tiếng rưỡi thì hiện tại giờ chim đã được ăn nhưng người vẫn còn nói quá mệt mỏi. Tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em một ngày gần nhất. Bye bye anh. Tạm biệt anh em nha.